Để tìm hiểu về chuyển đổi thể của chất, chúng ta cùng thực hiện thí nghiệm như sau. Về dụng cụ, chúng ta cần có một cốc đựng nước, giá đun và có lưới tản nhiệt, một đèn cồn, một bình cầu có chứa nước lạnh. Cách thực hiện thí nghiệm như sau. Đặt cốc nước lên trên giá đun. Sau đó mở nắp đèn cồn. Chúng ta bật đèn cồn. Sau đó đưa từ từ đèn cồn xuống phía dưới đáy của cốc. Lưu ý trong quá trình đun chúng ta hơ nóng đều. Sau đó mới đặt cố định ở một vị trí. Chúng ta đun đến khi nước sôi. Các em chú ý trên bề mặt thoáng của cốc nước để chúng ta sẽ nhận xét hiện tượng. Sau khi nước sôi, chúng ta sẽ từ từ kéo đèn cồn. Sau đó đậy nắp đèn cồn. Đồng thời, chúng ta sẽ đặt bình cầu lên trên cốc thủy tinh. Các em hãy quan sát ở phía đáy của bình cầu để nêu hiện tượng và rút ra nhận xét. Ở đây cô sẽ xoay cốc nước để chúng ta dễ dàng quan sát.